Chào các bạn đang xem video của mình nha. Giờ hôm nay mình làm một video để giới thiệu với các bạn một chút về nơi mình đang sinh sống và làm việc bên Vương quốc Thụy Điển. Thì bên này mình gọi là Vương quốc Thụy Điển tại vì ở Thụy Điển vẫn có vua nha các bạn. Thì hôm nay mình được nghỉ phép 2 tuần nên là hôm nay là ngày thứ hai, thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem trong vòng 2 tuần đấy thì mình sẽ cố gắng quay nhiều cảnh bên này cho mọi người cùng xem, cũng như mình làm kỷ niệm cho gia đình bạn bè ở nhà được biết mình bên này sinh sống và làm việc ra sao. Thì bây giờ mình đang trên đường đi ra biệt tàu các bạn ạ. Thì mình đến thăm mình các bạn ở tỉnh khác, mình cách mình khoảng 80 cây. Bây giờ mình đang trên đường ra biệt tàu. Thì trước là biến tàu các bạn ạ. Mình đặt vé qua app rồi, mình ra mình xem chuyến nào thì mình đi chuyến đấy thôi. Được cái là cứ 20 phút là có một chuyến chạy các bạn ạ. Đây là tàu điện chạy trong thành phố thôi, còn đâu mình muốn đi tỉnh khác thì mình ra tàu điện cao tốc. Ra bến tàu khá là vắng vẻ, mình thấy không có người mấy, lác đác một vài tài xế taxi. Chào tất cả mọi người. Thì chào mọi người, thì mình đã đến nơi. Thật ra là mình đến được hơn một tiếng rồi, nhưng mà mình ngồi nói chuyện với bạn mình nên là không tiện quay lại cho mọi người xem. Thì bây giờ mình ra mình quay cái view đẹp nhất ở cái tỉnh gọi là cái Motola này cho các bạn xem. Thì ở đây nó có một cái hồ rất là đẹp. Thì đi theo mình nha. Trời nó bạo chưa này. Đấy, kìa có cô bé hồ ăn cho ăn bánh mì.
I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is so much I don't know. I lost count and my sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Thì anh luộc cùng một hành thủ mưu đấy. Đấy, thì cái này nó lồng nó nợ. Nó... Nóng nóng đấy mà lồng chưa côi. Đấy là nguyên chậm nhỉ, chậm không biết từ lần. Không biết từ lần, phát là rét. Nó mút lồi, cái kít kít cả. Cả lớp điện, nó hỏng từ từ. Từ mấy nghìn đô mà nhét bát rồi tồi ngay. Ồ, cái này nó để nó còn giống mà gan này lâu nhỉ? Vâng, cái này ăn ngay lắm. Cái này để lắm nào, em chưa biết đâu. Thì anh không biết là nó lâu hết. Anh cho tía gà nhé. Không tìm ra tế cho tặng cái quả ớt này chí. Tế không chứ đấy, cho tế cho anh kìa. Ăn cay như nào thì máy vào. Cho tay cay thì không. Hôm nay em về anh cũng mở đồng lưỡng hả? Còn anh muốn bán để đồng quê thôi. Anh muốn bán chất lượng chứ. Ăn mấy cái đồ lớn, quán đồ đông lạnh mình cái này lấy lắm mà. Ăn đồ tươi rất cho nó ngon. Nguyên tắc của mình kể trong thị trường như nào, về cũng phải vài tháng để đi ăn uống xem như nào. Ừ. Mình không thể nào lấy được trong dân như là nó đi theo hướng như nào, mình mới cái đường nó ngon. Mình đi ngược lại nó nói thì cũng không được. Phải làm nhanh hết. Lẩu nướng thì vốn đầu tư nó cũng rẻ. Nhưng mà làm lẩu nướng không khói thì đầu tư mắc. Cái hệ thống thức, cái hệ thống bếp của nó thì mắc tiền hơn. Còn nó lẩu nướng bình thường chảo gang chảo bếp thôi thì nó rẻ. Nhưng mà mình mà muốn bán đất thì để mình đầu tư nhiều quá thì không kéo được vốn. Bán công nhân thì đầu tư vừa vừa thôi, chứ bán công nhân mà đầu tư đẹp ra thì mình kéo được 2 lần 4 giờ.
Tổng tư đẹp thì nó lại bán sang chảnh, nó bán kiểu ăn ăn chơi chơi thôi, nghe chưa, lấy chỗ ngồi thôi. Nhưng mà mình muốn tập trung vào chất lượng ăn thì chất lượng mình bé thôi. Ở Việt Nam thì ăn mở ra cái nhất khoát nó đi ra thử, nhưng nó chỉ một lần thôi. Ok thì lần sau đến, mà không ok bye bye luôn đấy. Ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ nhưng mà phải nhiều cơ. Ăn thì no. Riêng phải ngon bổ rẻ nhưng mà chỉ có tí thôi. Ngon bổ rẻ nhưng mà phải nhiều cơ. Trên đấy anh xem có gì dọn trên đấy không anh? À. Thì em nghĩ là tuần này có đủ không ạ? Anh chỉ chơi thôi. Anh nói đi, bữa này là chuyện mình làm thử lấy thôi, còn đâu là hai kia không may thì nó có hỏng đi. Không đâu, không hỏng đâu. Xem hạn nó. Để mai ăn đi. Tiền của anh Giang hai ngày, hôm nay ăn bữa, mai ăn bữa. Mười tám tháng chín, khoảng năm 18/9, hôm nay là 15, hôm nay 15 rồi, và hôm nay là kia. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã có 615 điểm vùng xanh doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp và doanh nghiệp đã phê duyệt phương án hoạt động, góp phần thực hiện tốt điều kiện để đảm bảo sản xuất vừa an toàn phòng chống dịch bệnh. Tại công ty này, nhân viên được chia làm 3 ca sản xuất độc lập, lối đi riêng và không gặp nhau lúc giao ca để tránh việc lây nhiễm chéo. Nguyên tắc mỗi con đường là 2 điểm đến không được áp dụng. Trong nhà hợp người lao động cũng được làm công nhân thành kế hoạch. Anh nghĩ là chắc là cho khoảng 2 hôm qua nào nó về.